Chào phụ huynh và các bạn, nếu được hỏi, what color is this? Chắc là các bạn sẽ dễ dàng trả lời, it's red, it's blue. What animal is this? It's a dog, it's a cat. Đơn giản là vì những từ này nó xuất hiện quá nhiều. Còn nếu được hỏi, what's wrong with her? Cô ấy bị sao? Hãy cho rằng các bạn đã học từ đau đầu trong tiếng Anh và các bạn hiểu nghĩa của nó, nhưng để biến nó thành từ vựng chủ động, tức là mình nghĩ đến và mình nói được luôn đó, thì cần tuần suất nó xuất hiện lại. Vậy thì từ headache nó không được xuất hiện nhiều, các bạn không được nghe nhiều như là cat, dog, blue and red. Chính vì vậy hôm nay em xin giới thiệu đến phụ huynh và các bạn một cái app gọi là Anki. Ứng dụng Anki thì cho phép người dùng tạo thẻ và để học những cái thẻ đấy. Ví dụ như những cái kiến thức mình cần nhớ như là ngữ pháp hay là từ vựng tiếng Anh hay là kiến thức lịch sử, bất cứ thứ gì mình có thể tạo trên Anki. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái giao diện Anki học của em. Desk có nghĩa là những cái hộp chứa những cái từ vựng, chứa những cái mình cần nhớ. Ví dụ như em có những cái desk như là desk học tiếng Anh, desk chia sẻ về việc dạy tiếng Anh, desk về kiến thức chung. Vậy thì em đã sử dụng Anki được từ tháng 6 năm 2019 và đến thời điểm hiện tại. Và cũng rất nhiều người học ngôn ngữ hay là cần phải ghi nhớ, ví dụ như học về kiến thức về y khoa thì họ cũng sử dụng cái app Anki này. Vậy thì đây là một cái desk về tiếng Anh đi. New có nghĩa là từ mới, từ em mới tạo. Learn là từ đang học. Do có nghĩa là những từ đã đến hạn phải học. Vậy thì vào cái English trước. Study now, học luôn. Thì ở đây một cái thẻ em sẽ tạo những cái thông tin như là một câu. Và trong câu đấy thì có một từ mục tiêu, từ khuyết là từ mục tiêu của mình. Cái hình ảnh này nó sẽ gợi nhớ cho cái từ này. Và cái dòng ở dưới là cái dòng nghĩa của từ này. A small area at the entrance to a building. Thì đối với các bạn học, các bạn có thể điền ra luôn. Ví dụ như cái từ này như là porch. She stood in a porch and rang the doorbell. Em để cái âm ấy, ghi âm hoặc là người nước ngoài hoặc là tự mình ghi âm, mình có thể để ở cái mặt sau khi mình trả lời xong mình enter ra thì nó sẽ xuất hiện. Và ở cái phần dưới này là cái lựa chọn của mình. Nếu mình thấy từ này hard có nghĩa là khó thì 15 phút sau nó xuất hiện lại, hoặc dễ là được, mình học từ này được là một ngày sau nó sẽ xuất hiện lại. Easy, dễ thì 2 ngày sau, hoặc mình cần học lại từ này luôn thì mình bấm vào again. Cho là từ này là dễ đi, easy. I'm cũng tương tự, chỗ này nó giải thích cho cái đoạn khuyết, hình ảnh nó giải thích cho đoạn khuyết. Ví dụ là từ này không nhớ đi, và nhớ mãi không nhớ, hoặc là mình viết sai đi, play. I'm settling once and for all, who is the smartest around here? So, settling mình đã viết sai thì mình có thể lựa chọn luôn là mình sẽ học lại again. All students must to the rules, right? Behave, dress, etc. Right? Thì cái từ này nhớ là conform. All students must conform to the rules. Thì khi mà học như thế này thì các bạn nên học cả câu như thế này. Mình đọc cả câu, mình đọc luôn ra miệng cũng được. Thì phần kéo xuống các bạn có thể mặt sau. Nếu các bạn cần, các bạn có thể xem cái nghĩa tiếng Việt của nó. Thì đấy là những cái thẻ của em. Còn việc áp dụng học cho các bạn thì các bạn có thể vào phần Get Shared. Get Shared như này. Click vào. Nó sẽ ra một cái trang Anki Web ở trên mạng. Thế thì lớp đã tạo cho các bạn những cái bộ thẻ. Các bạn có thể gõ tên lớp mình ra. Sean D. Thì
tùy tên, ví dụ như lớp của các bạn là SE thì ghi là SE, hoặc SE1 là SE1, SEK, SEK. Thì mình cứ để son đi, nó sẽ ra những cái kết quả. Ở đây thì em đã tạo và đăng lên trên đám mây, trên web có những lớp Shondi SE, Shondi SE6. Thì các bạn hãy tải đúng với cái bộ thẻ của lớp mình. Ví dụ, chúng ta sẽ tải Shondi SE6, bấm vào. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống và click vào phần download. Sau khi tải về xong thì các bạn sẽ click vào cái phần tải về luôn, và nó sẽ được đồng bộ hóa luôn với cái desk của mình. Đóng, close. Đó, thì đó, tức là cái desk vừa tải về, Shondi English, thì có 33 cái thẻ. Thì các bạn có thể bấm vào và học luôn. Đây, new là những từ mới. Đó, học luôn, study now. Rồi, những cái hình ảnh này thì các bạn đã được học trên lớp rồi, và các bạn đã được gợi ý và gợi trong cái hoàn cảnh nào sử dụng nó, đúng không? Và cái nghĩa của nó ở đây. Attractive and showing. Now, I wish I could be as tall. And khi các bạn học thì các bạn chú ý, và phụ huynh có thể gợi ý các bạn, đấy là các bạn đừng chỉ nói mỗi cái từ này không, mà chúng ta hãy học trong câu luôn. I wish I could be as tall and elegant. Thì mình, các bạn hãy điền ra. Nếu từ này mình điền đúng thì mình có thể cho là mình học được rồi. Nhưng nếu mình điền sai mình hãy học lại nhé. As he is. Rồi, show answer. Elegant. Elegant. Đó, thì cái âm thanh ấy thì các bạn có thể đọc lại luôn. Elegant. Đúng không? Rồi, cho là từ này mình học được đi. Thì đây là một từ mới, thì nó sẽ dễ, nó sẽ 4 ngày sau xuất hiện. Mình học được 10 phút, khó 6 phút, và mình học lại luôn thì again. Rồi, bây giờ cho là từ này là khó đi, lát nữa nó sẽ xuất hiện lại. I don't, những cái hình ảnh này và cái nghĩa của nó. I don't envy you at all. Ví dụ vậy. Không ghen tị. Envy. Đó, thì từ này các bạn cũng học được. Ở dưới thì những cái thẻ các bạn có thể kéo xuống phần trả lời. Mặt sau thì các bạn kéo xuống để mình, nếu mình có quên nghĩa thì mình có thể xem lại. Từ này dễ đi, easy. Dễ, 4 ngày sau xuất hiện lại. Và ở đây thì nó chỉ là 3 từ thôi, thì chúng ta sẽ điền nhé. Pebble, rock and boulder. Đó, thì cái này nó chỉ là viết hoa thôi, đúng không? Pebble, rock and boulder. Nếu good, dễ đi. The crow put its. Đó, cái hình ảnh này các bạn đã được học rồi, nên phần gợi nhớ lại thì các bạn sẽ hiểu ra nghĩa luôn. Ví dụ như cái từ này là beak. Đó, trong trường hợp mà các bạn ghi sai, take a deep, ví dụ như từ này mình ghi sai đi, breath, thì nó sẽ như thế này, đúng không? Thì các bạn hãy học lại nhé. Đó. Rồi, quay trở lại desk. Thì như vậy, cái learn á, mình đang học là 3. Còn cái new á, những cái từ mình đã học dở là 3 từ nó sẽ hiện. Và sau khi mình review lại hết thì nó sẽ không có từ nào ở đây cả. Ví dụ như ESL hôm nay em review hết rồi đi, không còn cái gì nữa. Thì chỉ mất khoảng độ 3 đến 5 phút. Và cái thói quen của em là mỗi sáng thức dậy thì vào luôn, và mình sẽ học lại, ôn lại luôn những cái từ vựng mà hôm nay đến hạn. Ví dụ như sáng dậy mình ôn luôn 16 từ này thì click click một hồi là xong à. Tầm 3 đến 5 phút thôi. Cái mất thời gian đấy là mất thời gian vào phần mình tạo ấy. Thì các bạn không phải tạo, mà lớp, thầy hoặc là cô sẽ tạo cho các bạn. Thì những cái thẻ này là liên quan đến mình rồi. Mình đã hiểu nghĩa và mình chỉ cần là nó xuất hiện đi, xuất hiện lại. Thì tùy, với từ dễ thì lâu lâu sau nó mới xuất hiện, và với từ khó thì có thể là một ngày sau nó lại xuất hiện lại, đúng không? Mình có thể điền ở đây. I beat her.
Đó, ví dụ như từ này rất là dễ thì mình có thể để 4 ngày sau xuất hiện. Ví dụ như từ này nó khó, ushered, nó khó đi. He ushered us into his office and offered us coffee. Nó khó đi thì mình sẽ để là 2 ngày sau nó xuất hiện lại. Thế như vậy thì chúng ta không cần cố nhồi, không cần cố nhồi nhớ là một dãy từ mình học luôn một lần, mà mình chỉ cần tạo thói quen thôi. Thói quen đấy là mỗi sáng thức dậy mình ôn lại, mỗi sáng thức dậy mình ôn lại, mình chỉ mất 3 đến 5 phút thôi. Đó, thì trong cái thời gian trong ngày trôi qua ấy, các bạn sẽ gặp những cái tình huống và tuy chưa có cơ hội nói nhiều nhưng mà các bạn sẽ nhớ ra những cái từ đấy, gợi nhớ những từ đấy. Đó, hy vọng thì phụ huynh có thể giúp đỡ và khuyến khích các bạn là tải về và sử dụng cái app này, giống như làm sao để khi mà những cái từ vựng mục tiêu của chúng ta nó chuyển thành những từ vựng chủ động, giống như từ red hoặc là dog hay cat, thì đến lúc đó mình thấy nó quá dễ rồi, mình có thể xóa bỏ những cái từ như vậy. Trong quá trình tải về hoặc là sử dụng, phụ huynh mà có câu hỏi gì phần tải về thì nó còn cái Gmail. Nếu phụ huynh thấy khó trong việc tải về thì phụ huynh có thể đem đến lớp và em sẽ hỗ trợ phần tải về app và cách sử dụng lại. Xin chào phụ huynh và các bạn.